Hello cả nhà, mình làm cái video này mình có mấy cái bạn thắc mắc mình ở The Bird Boy Avery gửi chim cách nào. Thường thường mình dỡ Delta Cargo, hồi xưa mình cũng dùng United cũng có nữa mà United nó bị delay chuyến bay hoài à. Bây giờ cũng 4 giờ mấy sáng rồi mà với anh hai mình đang chạy lên phi trường. Hồi tối thì mình có bỏ mấy chim vô hộp rồi mà muốn cách làm mà bỏ chim vô hộp á, thì mình bỏ cái video bên tay trái là bên không, mà ai thường thường mà ai mà khách mà mua chim của mình là chiều thứ sáu thứ bảy chủ nhật thứ hai mình sáng sớm mình đi gỡ, mà ai mà mua chiều thứ hai thứ ba thứ tư năm mình thứ sáu mình gỡ sáng sớm. Bây giờ mình đang đậu xe. Đậu xe vô xong mì với anh hai mình xách cũng 6 7 hộp vô, mà mình có quay có một hộp à, tại vì để rút cái video cho nó ngắn lại. Thì gỡ Delta Cargo đó, nó cũng dễ lắm. Mình cũng gỡ của ông này cũng 6 7 năm nay rồi. Ông biết mình, ông cũng người bạn của mình, ông cũng mua chim của mình hoài à. Ok các bạn, cái đó là cái cách của The Bird Boy Avery gỡ chim hàng tuần. Xin gặp các bạn lại video kế tiếp. Bye bye.